Lệ Quyên, Hồng Nhung thi Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Hai ca sĩ Lệ Quyên và Hồng Nhung vừa xác nhận tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bản Việt. Lệ Quyên cho biết cô sợ sự khốc liệt, áp lực từ những cuộc thi nên 20 năm qua chưa từng tham gia bất kỳ sân chơi nào mang tính thi đấu. Giờ cô thấy mình đủ trưởng thành, tự tin nên nhận lời góp mặt ở Đạp Gió bản Việt. Thời điểm này nếu tôi làm giám khảo hay cố vấn là chuyện rất bình thường. Tôi phải làm người chơi thì mới vui, cô bày tỏ. Giọng ca 42 tuổi nói đã xem kỹ format chương trình, cân đo quỹ thời gian và suy nghĩ trong nhiều tháng mới đồng ý tham gia Đạp Gió. Cô khẳng định sẽ chơi tới nơi tới chốn, quyết tâm thể hiện hết mình với tư cách người chơi. Ca sĩ cho rằng 30 chị đẹp tham gia show đều đã khẳng định được sở trường của mình trên con đường hoạt động nghệ thuật. Đây là lúc họ cống hiến sở đoản của mình. Tôi tin chương trình sẽ mang cho mình và các nữ nghệ sĩ những kỷ niệm tuyệt vời, cô tâm sự. Lệ Quyên sinh năm 1981, là con út trong gia đình 4 anh em, có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ cô đều là những nghệ sĩ hát chèo. Năm 2004, cô phát hành album Giấc Mơ Có Thật với nhiều ca khúc hit, Hãy Trả Lời Em, Thôi Đừng Chiêm Bao. Năm 2009, cô vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và theo dòng nhạc xưa. Từ năm 2010, ca sĩ phát hành chuỗi ấn phẩm nhạc mang tên Khúc Tình Xưa. Năm 2019, Lệ Quyên tổ chức live show Quy Show 2 kỷ niệm 20 năm ca hát. Năm 2021, cô thực hiện live show Lệ Quyên FT Người Tình. Sau ly hôn, Lệ Quyên hẹn hò diễn viên Lâm Bảo Châu, kém cô 12 tuổi. Tương tự Lệ Quyên, Hồng Nhung nói đã lâu cô không tham gia các show thực tế. Ca sĩ tự nhận mình là người cầu toàn nên luôn đặt chuyện hiệu quả của sản phẩm lên hàng đầu. Giọng ca 53 tuổi cho biết khi gặp và trò chuyện cùng ekip sản xuất chương trình, cô nhận thấy tâm huyết cùng sự hy vọng tạo nên một show bùng nổ ở họ nên đã nhận lời góp mặt. Trong 30 chị đẹp, tôi là người lép vế nhất. Thứ nhất vì tôi thấp bé nhẹ cân, thứ hai là do tôi nhiều tuổi nhất. Nhưng tôi yêu thông điệp chương trình bởi Đạp Gió không chỉ mang đến năng lượng cổ vũ phụ nữ thêm tự tin mà còn tạo nhiều giá trị nhân văn khác. Đây còn là cơ hội để 30 nữ nghệ sĩ hiểu thêm về giá trị của sự đoàn kết khi cùng nhau hoàn thành những phần diễn mãn nhãn cho người xem, cô nói. Nữ ca sĩ nhận định cái hay của chương trình là đem đến những thử thách buộc phải dũng cảm mới có thể vượt qua cho những người đã thành danh trong lĩnh vực của mình. Cô nói mình là người có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong nghề nên tự tin có thể mang đến những bài học thú vị cho các chị đẹp nhỏ tuổi hơn. Bên cạnh đó, cô nghĩ mình sẽ học hỏi được ở họ nhiều điều mới, nhất là năng lượng tươi trẻ. Hồng Nhung tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, sinh năm 1970. Đi hát từ thập niên 1980, cô thành công với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Thanh Tùng. Các album tiêu biểu của Hồng Nhung là Đoạn Khúc Thu Hà Nội, Bài Hát Ru Cho Anh, Ngày Không Mưa, Vỡ Bóng Là Người, Khu Vườn Yên Tĩnh. Cuối năm 2017, cô tái ngộ khán giả với album Về Hà Nội Phố À Phố Ơi. Năm 2020, ca sĩ ra mắt CD Tuổi Thơ Tôi, album gồm các bài thiếu nhi phổ biến như Ngày Đầu Tiên Đi Học, Chú Ếch Con, Đếm Sao. Hồi tháng 3, Diva làm live show, ra đĩa Thang Bóng Là Ai, hát nhạc Trịnh Phong Cách Gia. Hiện ban tổ chức công bố 30 nữ nghệ sĩ tham gia Đạp Gió gồm Lệ Quyên, Hồng Nhung, Diệp Lâm Anh, Giang Hồng Ngọc, Quỳnh Nga, Phương Vi, Lưu Hương Giang, Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh, Hương Ly, Thái Trinh, Huyền Baby, Mỹ Linh, Thu Phương, Nguyên Linh, Ninh Dương Lan Ngọc, Hà Kino, Diệu Nhi, Thanh Ngọc, Yến Trang, Phạm Lịch, Tú Vi, Bảo Anh, Hoàng Anh, Vân Hugo, Hờ Hèn Nie, Đoan Trang, Emily, Linh Ly và Nguyên Hà. Chị đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bản Việt gồm 30 thí sinh, hoạt động ở nhiều ngành nghề thuộc lĩnh vực giải trí. Ở mỗi tuần, các thí sinh chia nhóm để trình diễn tiết mục do giám khảo yêu cầu. Ngoài ca hát, yếu tố vũ đạo, tinh thần đón nhận thử thách, sự sáng tạo trong trình diễn là những tiêu chí quan trọng của show truyền hình. Sau 5 đêm công diễn và gala, 7 thí sinh giành chiến thắng dựa vào số phiếu bình chọn từ khán giả. Chương trình lên sóng 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.